đang theo dõi chương trình Ấn tượng SEA Games 29 2017. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày vui buồn lẫn lộn của thể thao Việt Nam. Nhưng trước tiên sẽ là những tin vui khi Điền Kinh Việt Nam khẳng định sự thống trị của mình ở cự ly trung bình. Dương Văn Thái đã hoàn tất cú đúp vàng ở SEA Games 29 khi chiến thắng ở nội dung 1500m nam. Nhà đương kim vô địch SEA Games giữ vững phong độ để cán đích đầu tiên sau 3 phút 51 giây 44. Dù Dương Văn Thái còn kém thành tích của mình trên đất Singapore hơn 4 giây, nhưng anh đã đánh bại chính hai đối thủ ở kỳ SEA Games trước là Yuthin Chaprasan của Thái Lan và Mervin Quate của Philippines. Hôm nay thì em chạy thứ nhất là đeo bám và bứt tốc đoạn cuối. Nếu mà ở thời điểm lại thì em chưa hài lòng lắm, em muốn cao hơn nữa và muốn chinh phục hơn nữa. Trước đó ở nội dung 1500m nữ, Nguyễn Thị Oanh cũng mang về thêm một huy chương vàng nữa cho Điền Kinh Việt Nam với màn trình diễn ấn tượng. Oanh về nhất sau 4 phút 20 giây 51, bỏ xa người đồng đội và là người giành huy chương bạc Vũ Thị Ly hơn 10 giây. Sau một ngày khá im ắng trên đường đua xanh thì chiều ngày hôm nay, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã trở lại đầy mạnh mẽ. Chiếc huy chương vàng thứ tư của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên là ở cự ly 200m hỗn hợp. Cô không mấy khó khăn để vô địch nội dung này. Những thành tích 2 phút 14 giây 25 là kém xa kỷ lục SEA Games mà cô thiết lập cách đây 2 năm tại Singapore là 2 phút 13 giây 53. Sau chiến thắng của mình, Ánh Viên đã bày tỏ việc không hài lòng với thành tích này của mình một cách thẳng thắn. Dạ, khi em đạt được chiếc huy chương vàng thì em cảm thấy rất là vui, nhưng mà thật sự thì thành tích của em không được tốt lắm. Dạ, thật sự thì áp lực thì em cũng có một chút xíu, nhưng mà em hy vọng mình có thể làm hoàn thành tốt được ở lần này. Do lỗi kỹ thuật của ban tổ chức nên Ánh Viên đã thi đấu nội dung 800m vào buổi sáng với thành tích 8 phút 35 giây 55. Và chỉ cần chờ kết quả của đợt bơi còn lại vào tối hôm nay để so kết quả xếp hạng tranh huy chương. Tiểu Tiên Cá cho rằng đây là điều may mắn để cô thoải mái hơn trong các cự ly tiếp theo của mình. Chúng tôi sẽ cập nhật kết quả cự ly 800m tự do của Ánh Viên trong chương trình Sắc Màu SEA Games. Tin vui tiếp tục đến từ đội tuyển Karate Do. Các võ sĩ đã có lời chia tay Malaysia không thể ấn tượng hơn bằng 2 tấm huy chương vàng và 1 huy chương bạc trong ngày thi đấu cuối cùng. Và càng vui hơn khi thành tích này có sự đóng góp của những gương mặt lần đầu tiên tham dự SEA Games. Ở nội dung quyền kata, Lê Thị Khánh Ly và Nguyễn Thị Phương trong lần đầu tham dự SEA Games đã có phần thi xuất thần cùng với đàn chị Nguyễn Thị Hằng, mang về tấm huy chương vàng SEA Games thứ tư cho đội tuyển Karate Do Việt Nam. Ở nội dung đối kháng đồng đội nữ, sau hai trận đấu của Nguyễn Thị Ngoan và Nguyễn Thị Thùy với tỷ số 1-1, Hồng Anh, người mở hàng huy chương vàng cho Karate Do Việt Nam, bước vào trận đấu quyết định. Trước sự tấn công dồn dập của đối thủ nước chủ nhà, Hồng Anh không thể lập cú đúp vàng. Các võ sĩ nam Việt Nam đã bù đắp sự tiếc nuối đó, đánh bại chủ nhà ở bán kết. Sau đó, Nguyễn Minh Phụng, Chu Đức Thịnh cùng các đồng đội thắng thuyết phục Thái Lan 3-1 trong trận chung kết. Thành tích 5 huy chương vàng của đội tuyển Karate Do Việt Nam tại kỳ SEA Games 29 cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của thế hệ võ sĩ trẻ cùng phong độ ổn định của những gương mặt kỳ cựu. Trong số này, 2 tấm huy chương vàng của các võ sĩ nam đã khẳng định Karate Do Việt Nam đã chấm dứt được hiện tượng âm thịnh dương suy về thành tích ở các kỳ đại hội trong khu vực. Niềm vui đã không thể trọn vẹn trong ngày hôm nay. Bóng đá nam Việt Nam lại dang dở giấc mơ vàng SEA Games khi họ để thua U22 Thái Lan 0-3 ở lượt cuối vòng bảng. Chỉ cần hòa U22 Thái Lan là giành quyền vào bán kết. Nhiệm vụ trong tầm tay đó đã không được đội tuyển U22 Việt Nam thực hiện. Cũng giống như Hồ Tuấn Tài sau trận đấu với U22 Indonesia, thủ môn Phí Minh Long nhiều khả năng sẽ lại là tâm điểm của chỉ trích. Thì tất cả những cái lỗi đó, các bạn không nên đổ lỗi cho cầu thủ, mà tôi là người thuyền trưởng, huấn luyện viên trưởng, tôi xin chịu toàn trách nhiệm. Không chỉ nhận phần lỗi trong thất bại của U22 Việt Nam về mình, huấn luyện viên Hữu Thắng còn có một quyết định quan trọng hơn. Chắc chắn tôi sẽ từ chức ở sau buổi họp ngày hôm nay, thì ngoài cái vấn đề tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bọn em cũng rất là buồn, và bây giờ em mới nghe được tin này thì em thật sự rất có lỗi với chú. Xin lỗi người hâm mộ đã kỳ vọng vào bọn em mà bọn em không thể làm được. Giấc mơ vàng
vàng của quần vợt Việt Nam cũng đã phải khép lại. Tay vợt Lý Hoài Nam bại trận trước Chirag Navasirisombuon của Thái Lan ở bán kết. Thật tiếc khi đây không phải là một ngày của Nam và ngược lại thì đối thủ lại đạt được phong độ cao. Lý Hoàng Nam bẻ ngay một bàn cầm giả bóng đầu tiên của đối thủ, vượt lên dẫn trước 3-0 ở ván đầu. Nhưng mọi chuyện sau đó không suôn sẻ như cách nó bắt đầu. Trọng tài bắt sai một vài tình huống quan trọng khiến Hoàng Nam bị ảnh hưởng tâm lý thi đấu và sau đó thua ngược 4-6 ở ván đầu. Những hy vọng về sự trở lại của Hoàng Nam ở ván thứ nhì đã không thành hiện thực. Girard liên tiếp tung ra những cú đánh thắng điểm ngoạn mục, trong khi Lý Hoàng Nam chỉ gần như chịu đựng ở bên phần sân của mình. Thua tiếp ván thứ nhì 3-6, Hoàng Nam kết thúc giấc mơ vàng SEA Games ở nội dung đơn nam. Tất nhiên thì ban nó out rồi, nhưng mà thật sự thì trong thể thao mà trọng tài cũng có nhiều lúc cũng hơi mắc sai lầm. Thì năm nghỉ trận này là năm đánh thật sự là thua hoàn toàn về mọi thứ luôn. Anh ấy thì đánh rất là vào sân, thì hôm nay đánh dở thì thua. Chưa bao giờ làng quần vợt nước nhà dám đặt kỳ vọng có huy chương vàng ở nội dung đơn tại SEA Games. Thật sự đáng tiếc khi trong một ngày Hoàng Nam đã không có phong độ cao và chịu thêm ảnh hưởng từ bên ngoài. Nhưng dám công nhận đối thủ chơi hay hơn, chấp nhận thất bại chính là điều quan trọng để Hoàng Nam có những khởi đầu mới trong sự nghiệp của mình. Đó là những thất bại đáng quên, nhưng cũng có những thất bại đáng nhớ. Như đội tuyển bóng rổ Nam Việt Nam, dù về nước sau vòng bảng nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Lượt cuối trước Singapore, đối thủ chúng ta từng thua khá xa trong quá khứ, thì nay có lúc những tưởng thầy trò Tết Bơ sẽ tạo nên kỳ tích. Và cuối cùng chỉ thua sát nút 73-80. Với hai chiến thắng trước Lào, Campuchia và hai thất bại rất tích cực trước Indonesia và Singapore, đó là sự tiến bộ rất đáng ghi nhận của bóng rổ Nam Việt Nam. Tay đua kỳ cựu Mai Nguyễn Hưng tuy chỉ được gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 29 vào giờ cuối, nhưng anh đã có một kỳ SEA Games đáng nhớ trên đất Malaysia, đặc biệt là tấm huy chương đồng đường Trường Nam vào sáng nay. Lực lượng thiếu vắng chân rút số 1 Việt Nam Nguyễn Thành Tâm do chấn thương, cộng thêm việc Phan Hoàng Thái bị té khi cách đích còn hơn 50 km, khiến tuyển Việt Nam tưởng chừng sẽ trắng tay. Nhưng Mai Nguyễn Hưng vẫn về đích thứ 3 trong nỗ lực tuyệt vời của cả tập thể, mang về tấm huy chương đồng đầy quý giá cho xe đạp Việt Nam nói chung và cá nhân Mai Nguyễn Hưng nói riêng, khi đây có thể là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Ở ngày thi đấu thứ 5 của môn bắn súng, đoàn Việt Nam chỉ giành được một tấm huy chương bạc ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Chỉ xếp thứ 5 vòng loại, thế nhưng Lê Thị Linh Chi đã có một loạt bắn ấn tượng ở chung kết và chỉ thua sứt sao trước vận động viên của Myanmar. Trong khi đó, các vận động viên nam lại không giữ được sự ổn định ở nội dung 50m súng trường. Dù xếp nhất vòng loại, nhưng Nguyễn Văn Quân lại bị loại ngay từ loạt bắn đầu tiên ở chung kết, trong khi đồng đội Phùng Lê Huyên cũng chỉ giành được vị trí thứ 4 chung cuộc. Như thường lệ, phần cuối chương trình, hãy cùng Thi Mau tham gia đố vui SEA Games 29. Xin mời quý khán giả dự đoán ngày 25 tháng 8, đoàn thể thao Việt Nam giành được bao nhiêu huy chương vàng. Quý khán giả nào trả lời đúng và nhanh nhất gửi đến bài đăng trên trang Facebook HTV Thể thao sẽ nhận được một chiếc bộ thể thao Adidas và một bộ sản phẩm thương hiệu HTVC. Gạt sự nuối tiếc sang một bên, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi họ đang có trận đấu gặp đội chủ nhà Malaysia. Trận đấu đang được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể thao và kênh YouTube HTV Sport và được truyền bằng công nghệ 3G từ Malaysia. Và ở trận đấu này thì chỉ cần thắng từ 5 bàn cách biệt thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ giành lại ngôi hậu. Đến đây thì bản tin ấn tượng SEA Games ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi bản tin sắc màu SEA Games sẽ được phát sóng vào lúc 21h45 trên HTV Thể thao và 22h45 trên kênh HTV 9. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.